Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Dự thảo nghị định nêu rõ nguyên tắc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Cụ thể, tang vật phương tiện bị tạm giữ, tịch thu giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ phải được quản lý, bảo quản chặt chẽ, an toàn, sắp xếp hợp lý, dễ kiểm tra, tránh nhầm lẫn, không để gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh. Các tang vật phương tiện bị tạm giữ, tịch thu giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ được bảo đảm tính nguyên vẹn, không tính đến phần giảm giá trị thiệt hại do các nguyên nhân khách quan như là thời tiết, độ ẩm, hao mòn theo thời gian. Chỉ tiếp nhận trả lại, chuyển tang vật, phương tiện giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ hoặc tiếp nhận, chuyển tang vật, phương tiện bị tịch thu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có quyết định của người có thẩm quyền. Bên cạnh đó, dự thảo quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm là chiếm đoạt, bán, trao đổi, cầm cố, thế chấp, đánh tháo, thay thế tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ và các hành vi trục lợi khác, vi phạm niêm phong tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, mang tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ ra khỏi nơi tạm giữ, bảo quản trái phép, làm mất, thiếu hụt, hủy hoại, cố ý làm hỏng tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Về trách nhiệm trong quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, dự thảo nghị định nêu rõ, người lập biên bản tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ, tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Trường hợp tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, bị mất, bán trái quy định, đánh tháo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người trực tiếp quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.